Vậy đó hả chú? Trời ơi, rồi dạ dạ được rồi chú. Ồ, cái này là thịt bò mà. TV nha mọi người. Nhớ like và nhớ đăng ký cho chú và nhớ đổ chương nha. Chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng có một cái dịp tình cờ thì đi về thành phố Long Xuyên thì Bùi Hồ gặp cái căn chòi của chú này nè, ở dưới một cái gốc xoài với lại gốc mít, mà không biết tại sao thì chú chọn một cái cuộc sống như thế này và vì sao lại chú sống như vậy. Thì để tìm hiểu điều đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là anh Nguyễn An Giang có hướng dẫn Bùi Hồ đi đến đây để tìm hiểu về cái cuộc sống của chú nha. Con chào chú. Ồ, chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? Đúng là 68 tuổi. Dạ. Nói gì chứ 61 tuổi à. Dạ. Tôi là sinh ngày nhầm 61. Dạ. Mà tính ra bà già tôi đấy, con già tôi đi sinh 63, 63 tuổi, ngày nhầm 61. Nhưng mà cái giấy tờ ông già tôi cũng lên, chú tôi biết là 63 tuổi, tuổi chuột á. Chú có vợ con gì không? Có vợ mà ba thằng trai mà không có về nữa. Sao không về? Nó theo mà thành phố với mẹ nữa. Vậy là chú có vợ với lại ba người con. Dạ. Chú năm nay là 68 tuổi. Dạ. Chú tên gì? Dạ. Chú tên 63 tuổi. Dạ. Nhưng mà sinh năm trăm là 61. Dạ. 61. Ừ. Chú tên gì? Nguyễn Văn Bảy. Nguyễn Văn Bảy, chú Bảy. Dạ. Con thấy cái cuộc sống của chú á, là tại sao lại chú sống ở dưới những cái miếng bạc được chấp phá như thế này nè, rồi mưa dột vì sao? Và chú sống ở đây lâu chưa? Coi như cái gần 2 năm một tháng mấy, gần 2 tháng như là được 3 năm á, chứ 2 năm mấy à. Gần 3 năm. Gần 3 năm, kể như tháng mấy, 2 tháng rồi 3 năm á. Rồi tối chú ngủ dưới này mưa có tạt không? Nó dột nè, này nè. Nó mưa nè, tôi lấy làm dụ nè. Áo mưa này ha, chú lượm về hay là mua? Tôi lượm. Đây là cái chỗ ngủ của chú đây hả? Dạ. Trời ơi, ướt trên kìa. Thì có mệt nè. Cái giường là nó bị muốn sập á. Dạ, sập rồi, chú chấp phá thôi à. Mỗi lần chú ngủ sao đâu, chú nằm cho con coi. Mỗi lần chú thấy cái giường thấy khó nằm nè. Ôi trời ơi. Nhờ mấy cái này nè, nằm chụp hình vậy. Trời ơi. Vậy đó hả chú? Dạ. Trời ơi, rồi dạ dạ được rồi chú. Mũi không à mọi người ơi. Đây mấy con, những cái con bồ mát á, nhiều lắm mà chú phải đốt nhang mũi suốt nè. Nhang mũi dài đúng. Nhang mũi nè. Còn ní này nè. Sao chú không đi theo vợ mình trên đó luôn mà sao chú ở đây? Thôi, sống ở đâu rồi, ở đó quen rồi, không theo theo vợ. Ông và vợ tôi không cho là nướng hai là vợ cho tôi năm chất lúa nè. Năm công cho đi về bên vợ không gì là chuyên dụng. Dạ, chạm sáng cái dương vậy đó. Cho năm cái cắt lúa là cái đầu của tụi nó. Cho năm công ruộng đó. Mà tôi không có này bên vợ, ở bên bà già ruộng. Chứ không có đi đâu hết đó. Thằng ngày chú làm cái công việc gì để chú sống? Tôi ở đó làm hồ vậy mà không nổi. Làm hồ đó, mặn hồ. Trong nước sập cũng đi, cứu hòa cũng đi. Tập đứng chỗ rồi. Bây giờ lớn tuổi là 17 tuổi rồi. 17 năm rồi không có đi bằng nội. Tính ra mình ra là 18 năm. Tôi cắt lúa là công ngày có. Công lúa là có ngày đừng công rồi. Làm thuê cắt lúa. Dạ. Chứ cắt mướn này cũng cắt không nổi đâu. Dạ. Giờ nghỉ cắt nổi rồi. Con cái của chú với vợ của chú có thường gửi tiền về cho chú không chú Bảy? Ít cho gửi về lắm. Cả năm nay rồi, không có về, còn một tháng, hai tháng nữa là đúng một năm đó. Là coi như là không tới lui luôn? Dạ, không có tới. Vợ bên mẹ nữa.
nuôi lùm hồ với người ta mà hồ. Con cái chú lớn chưa? Thằng nhỏ Út nó 25 tuổi. Gái Út ha? Thằng trai. Ba người con trai hay sao? Ba người con trai chung tiếng tình. Chung tiếng tình? Dạ. Thằng đó nói chung là nó khoảng chừng năm nay nó cái đầu tôi. Hình như nó 36 năm nữa rồi nó mới đẻ được thằng trai á, là chung tiếng tình. Dạ. Nhưng mà kiếm gái mà gái thằng trai nó vợ nó thiến luôn, không có đẻ nữa. Mà con thấy là thôi thì cô chú con của cô á. Dạ. Đi lên đó thì chú lên trên đó, chú phụ chú ở nhà để cho có vợ có chồng hay sao? Thôi đó tôi không biết đó. Không biết. Coi như là 17 năm mà kể 18 năm, năm nay 18 năm không còn gần gũi với vợ nữa. Không còn gần gũi 18 năm rồi. Dạ. Sao rồi chú? Đâu biết công chuyện của vợ của tôi đâu chú ơi. Dạ. Không biết công chuyện nó làm sao tôi không hiểu nổi đâu. Chú chia sẻ được không? Dạ. Chú chia sẻ con được không? Con mà sao mà chia? Đâu có, chú chia sẻ cái câu chuyện đó với con được không? Dạ nói đi. Là sao chú không ở chung với vợ chú nữa? Tôi nói đó. Nó vợ tôi bây giờ nó muốn đi là đi à, muốn ở à. Dạ. Nó đi nó ở à. Dạ. Rồi nói chung ở nó mình tháng năm trong trọng á, ở 8 năm rồi. Mà từ chỗ nó đi tới giờ ở được 3 năm trai. À, từ chỗ đi tới giờ là 17 năm, tôi kể này tới nó là 18 năm. Nghe chú sống ở đây thì cái công việc sinh hoạt hàng ngày của chú thì sao? Tắm rửa nè, vệ sinh nè. Tắm ở dưới đó đó. Tắm ở dưới. Cái dưới này đó hả? Dạ. Trời ơi. Ở dưới đó cầu đó, nó có cầu đó. Tôi lấy cái nón này, lấy này được. Đâu? Lấy này nó múc tắm. Không dám lội à. Lấy này múc tắm. Ăn muối nè. Đó vậy chú. Đồ ăn. Ờ. À. Rồi chú có không có làm cái công việc gì thì tiền đâu chú sinh hoạt như gạo nè, rồi cá, rồi rau rồi đó. Thì đây sống là nhà cháu con của ông anh nè, nó bán rau chợ nè, nó cho. Rồi con của chị Tư trong này nè, cái đầu trong không lưu trong á, ngày xin nó 10.000, ngày nào đấy mà cậu chết là cậu hết trên tiền, còn sống ở trên tiền. Rồi cơm gạo của chú để đâu? Đây nè. Gạo sư cô cho. Gạo còn có nhiều đó hả? Dạ. Sư cô cho hả? Sư cô trong chùa này. À nè. Sư cô trong chùa cho chú. Cho 5kg. Có khi 10kg cũng có nữa. Không tôi nói thẳng. Cho để đó tôi ra ngoài lấy. Anh Tài cảm ơn sư cô. Ngồi ăn cô đó. Dạ. Trời ơi. Sao chú không có tiền mướn nhà trọ, sao chú lại cắt dưới cái trại này? Tiền thôi nhà trọ, tiền đâu mà mướn. Tiền đâu mà mướn. Tiền đâu mướn nhà trọ. Sống qua ngày á, xin tiền mấy đứa cháu xài. Cái nồi tôi mua đó. Tôi mua. Cái nồi này hả? Cháu. Nó mua. Ồ, cái này là thịt bò mà. Thịt heo. Heo hả bò? Dạ heo với phổi. Phổi. Sáng nay chú ăn cơm đây hả? Bên đây là gì chú? Còn miếng nè. Đâu cho con coi với. Nó. Trời ơi, đổ vô nồi cơm ăn luôn hả? Trời ơi, đâu đâu? Nè. Cái này giống cơm lạnh cơm bò. Cơm này heo. Nè. À. Còn bên kia là gì chú? Cái hộp bên kia á. Hộp đó của nhỏ cháu nó cho là đồ tương. Đồ tương. Con hỏi thiệt chú là ngày xưa chú sống với cô á là có nhà cửa gì không? Lúc xúc cầu quay đây có cha má ngủ cầu quay á, rồi từ chỗ đuổi với mấy xong rồi đi vô cái năm tới giờ là không có nhà luôn. Đã có nhà mà vợ tôi bỏ đi 11 năm rồi, trời ơi 8 năm rồi tôi bán đi tới bây giờ đó. Bán cái nhà luôn vậy chứ còn đâu mà dài. Bán nhiều chú, cái nhà đó bán nhiều? Bán nhiều có tính ra là 37 triệu à.
37 triệu á. Chứ không nó dốc đâu. Ăn nhiêu mà ở. Con thấy giống như chú có nhậu hả? Chú có nhậu không? Tôi nó có mà nhỏ đó nhậu nhiều, bây giờ nhậu ít xỉu à. Dữ lắm rồi, lít rượu trả lại vậy. Nửa lít thôi. Đây nè, tôi nói thẳng nè. Nè, nó rượu nè, tôi nói thiệt. Cái ly nè, tôi nói thiệt nè. Này là rượu. Rượu đó. À, tuôn lên nước hết rồi. Nó cháo nó cho uống cho. Nhậu cho đỡ buồn thôi. Nè. Nước trơn. Dạ. Này là nước uống. Nhậu cho đỡ buồn hay là nhậu ghen chứ? Nhậu có mình nên nè. Để tôi nói này rượu nó nhiêu này chưa được nữa. Hơn xị à. Dạ. Ngày nhậu mấy lần? Trời ơi, ngày nhậu 2 lần dữ này chết chưa. Nhậu chiều tối nhậu khoảng chừng 5 giờ. Tối mua nhiêu rồi nói thẳng là gì. Nhưng mà uống cho dễ ngủ thôi ha. Dạ. Đúng. Sức khỏe làm thì hết nổi rồi. Không ăn nổi đâu. Chú ơi mà không nổi. Chú được mấy bộ đồ? Nè. Nó chị Tư cho cái áo nè. Mới cho. Dạ. Quần này quần thọt không biết. Nè. Có nghĩa là hàng xóm ta cho chú nhiều ha. Sớm thì không nói chỉ nhỏ cháu cho áo này. Cái quần nè, quần sọt nè. Nó, dạ. Nó cũng quần không á. Dạ. Trời ơi, thương chú quá. Nói chung là chú lớn tuổi á, chú dạ. Cũng hạn chế nhậu lại, nhậu nhiều nó cũng không tốt á. Dạ, cảm ơn chú. Người ta cho cái áo nè, tôi không nhớ. Mới cho hả chú? Nè, cho không nhớ đâu. Quấn lại sợi lúc mưa nữa. Áo mới hả? Dạ, áo mới. Ờ, ngon rồi, có áo mới, ngon rồi. Áo làm gì sao? Để ở đây chú có đèn điện gì không? Không, không có không chú ơi. Ồ, áo này mới ngon rồi. Giữ ấm ngon rồi ha. Cho ấm nè. À. Cho lâu chưa chú? Trời ơi, mấy tháng này rồi. Mấy tháng này rồi. Chú có ước muốn gì không? Dạ. Chú có ước muốn gì không? Tiền bạc đâu có ước muốn. Bữa nào sắm dám xém cháy hả? Cháy chị tạt, chị với con chị tạt hết. Hồi nào chị? Nè nè, đốt đàn cày nè, bị cháy đây nè. Tôi đốt đàn cày. À, cháy cái chòi. Cháy ở đây nè. Nó mục ở đây nè, thấy không? Dạ. Nè, đây nè, tôi để đây nè. Rồi, ở đây có chuột gì không chú? Chuột nè, nó móc lên, ở dưới này, nó móc lên ra này nè. Tôi kiếm chuột gạch tôi để nè. Tôi nói thiệt, nó chuột gạch để nè. Cái hang chuột dưới đó hả? Hang ở dưới này nè. Trời ơi. Rồi chú rửa chén đồ ở đâu? Xuống dưới mé nè. Dạ. Rồi vệ sinh. Dạ. Đi vệ sinh đồ ở đâu? Vệ sinh nè. Dạ. Không phải đừng nói nè. Tôi vô cái chợ á. Dạ. Đưa ra trả 10 ngàn. Tự nhiên trả 2 ngàn. Dạ. Trả 2 ngàn để cầu sinh. Trong chợ. Trời ơi trời. Chú đeo cái gì á? Đeo sâu chuỗi hả? Dạ, nhỏ cháu nó cho nè. Dạ. Tình nó cho nè. Còn nhỏ em trong sai nó cho cái này nè. Đeo. Vô mấy hôm dài cho này nè. Chú có thường niệm Phật không? Chính phương trời mùa mặt các chịu thằng kia rắn cái vợ xuyên lên ân trên và Phật phù độ cho mấy anh, mấy em, mấy chị, con cháu đây qua nội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ bốn giọng niệm bốn là. Chú đạo nào? Đạo Cao Đài. À. Cao Đài đây nè. Thường niệm Phật là vậy ha? Dạ. Đêm nào không niệm là chịu hỏi. Không, đêm nào niệm không, là... không niệm là sao? Niệm qua nó khỏe mà. Mình nó không có hành mỏi. Đúng là niệm Phật ấy. Chép tay tôi chép tay. Niệm Phật chứ chép tay. Rồi niệm sao chú? Hỏi tôi Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thì bốn chỗ nói. Đêm nào cũng phải niệm hết. Dạ.
đêm nào cũng niệm. Dạ. Chú có khi nào muốn vợ con của mình về đây sống chung với mình không? Ai biết được cô đó chú ơi. Chuyện trời định ai biết được. Coi như kể 18 năm đó, 17 năm kể như 18 năm. Ngày xưa nhậu nhẹt nhiều không chú? Hồi xưa thì nhậu nhiều, nhiều bây giờ không có bao nhiêu đó nữa. Có khi nào nhậu nhiều vợ bỏ không? Tôi nói thiệt luôn á, lúc mà tôi chạy xe lâu á thì tôi nuôi vợ nuôi con, mà từ chỗ mà tôi hỏi vậy, vợ tôi đi bán kiến thiết nuôi tôi nói bằng gì đâu. Chú bệnh về phổi hả? Bệnh phổi hai lần á, bây dạ. Giờ tới nay hết rồi. Dạ. Bán kiến thiết nuôi chú. Đúng. Dạ. Trời ơi, tôi đi ca cổ này nọ tôi không biết đưa đồ rồi cũng là siêu đã. À, chú ca cổ được luôn. Tôi cũng nhớ không có nhớ hết. Tôi ca một khúc rồi. Ngày xưa dương lệ. Rồi chú hát đi. Ngày xưa dương lễ lưu bình, thăm giao chi ký nặng tình cùng nhau. Họ dương kinh sử chuốt trao, lại kinh ưng thi chiếm nhau đổi vinh. Lưu bình trà rượu thân, tan nhà nát cửa lại đến tìm bạn xưa. Bởi quân hầu dạ ngài tới tìm ta để làm gì? Quân hầu hiền đệ không nhớ sao? Ta không nhớ Lưu Bình nào cả. Nếu mi cối hạ bởi dương lệ, dương lệ ơi, năm xưa, năm xưa ta mi còn là huynh là đệ, hột cơm ta mang bát nước ta mi uống tiết đông sang, ta lo mi lạnh chảo hồ cù mặt ngoài lụa thăm đây cho mi yên tâm theo bề học dân thơ. Vòng thôi ở đây thôi ở đây nói chung là thuộc không hết, thuộc nữa mà không nhớ không, nhưng mà hát cho vui vậy mà. Mô Phật. Dạ miền Tây mà. Chú có những lúc trầm tư thấy đôi mắt của chú đượm buồn à? Cũng bình thường thôi. Không có. Có khi nào mà thấy mình sống ở trong cái căn chòi tạm bợ như thế này mình tủi không chú? Sao không buồn? Sao không buồn mà sao không tủi? Ai cũng buồn, ai khổ. Tại số phận này trời định là phải chịu ở vậy thôi. Tôi hai đời vợ đó, nhằm sướng, nhằm thắng cây dương cho nó. Vợ sau này cũng giúp nói. Mà nó cũng gian dở một lời là tôi có chồng trước, nó thôi rồi. Dạ. Tôi vợ trước cũng là cũng có chồng, kêu cho năm công đất, không ở về bên vợ nữa. Tôi nói bằng trời. Vì là ba đứa con sau là con riêng của vợ hay con là? Con riêng, là con sau là con riêng. Còn con trước á, là thôi đừng nói. Để mới có nửa năm mà, coi như là 6 tháng là kêu đi về trả nợ tôi không mà. Tôi nói thật là vậy. Nhưng mà nếu mà sanh ra mà bà và vợ tôi hỏi sanh là Nguyễn Văn Bảy, là Nguyễn Văn Bảy trên trển á, thì bà và vợ đẻ ra nhỏ thì nó tên Hằng, bà và vợ trển đặt nó tên là Lê Văn Hằng, họ Lê. Tôi nói được là thật được, không bao giờ mất dạy. Có nghĩa là bây giờ có hai đời vợ rồi, có con, nhưng mà con đời vợ đời sau là con riêng của vợ. Đời sau con riêng đúng là dẹp nói. Dạ. Còn trước là vợ tôi lớn là 8 tuổi đó. Dạ. 8 năm trời đó. Nó tuổi thân con khỉ đó. Tôi con chọt. Dạ. Tôi là tuổi con chuột. Dạ. Không, tôi nói thật luôn. Thôi thì cô chú cố gắng là ít uống rượu lại, ngày uống buổi tối cho dễ ngủ thôi. Rồi, cảm ơn. Rồi để dành sức khỏe ăn cơm. Dạ. Rồi để mà sức khỏe được đi tập thể dục rồi cho khỏe. Đúng rồi. Rồi số đúng. Bây giờ số phận của mình thì coi như là đến đâu thì mình hay đến đó, chứ không biết như thế nào. Nói số phận giờ định không muốn, tôi không muốn nó chia rẽ nhau. Hôm nay thì con đến đây con đại diện cho anh Hùng ở Úc á.
Dạ. Anh Hùng là Việt kiều Úc. Anh này hả? Anh Hùng ở bên nước Úc á. Dạ vậy hả? Gửi cho chú 1 triệu. Rồi, cảm ơn chú. Con cảm ơn. Chú dạ. Chú có nói lời gì với anh Hùng không? Cảm ơn anh Hùng, ông cho nói cảm ơn anh Hùng lúc trước á cũng cho tôi là nói chung là ảnh cũng cho tôi 500 ngàn. Anh Hùng này chú chưa gặp đâu. Không, thế hồi đó anh nó có lại đây nó cho chưa. Anh Hùng này ảnh sống ở bên nước Úc mà. Trời ơi, vụ đó tôi không biết. Không biết chú. Dạ. Tôi dạ thôi chú cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Dạ. Xin chân thành tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn anh Hùng là Việt kiều Úc đã hỗ trợ cho chú Bảy. Dạ. Để chú có thể sôi sống cuộc sống qua ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Con chào chú. Cảm ơn chú. Dạ. Thôi nhờ cô chú anh chị em ở trong nước ngoài nước thương tình giúp đỡ cho chú đi. Tại vì chú giờ con cái thì cũng nghèo khổ đi làm ăn xa. Rồi vợ thì chị nghe nói là thôi 17 năm nay rồi, chú ở độc thân. Thôi cô bác trong nước và ngoài nước thương tình giúp đỡ cho chú, tại chú ở cảnh khổ như vậy. Rồi thôi chị chỉ biết nói nhiêu thôi. Bé dưới là con chị hả? Con của chị. À, thường qua chơi chú không? À, dạ có. Dạ hả? Qua anh lên nói chuyện chú đi, vài tiếng đi qua anh. Qua chú hả? Qua anh ơi. Dạ, con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con học lớp mấy? Dạ, năm nay con học lớp 3. Lớp 3. Con có qua chú chơi không? Dạ. Con qua chú kế bên chơi không? Dạ. Dạ có. Mày sợ chú không? Dạ không. Sao không sợ? Tại vì lúc ông tỉnh nè, ông vừa tính lắm, không có sợ. Con nói gì? Dạ lúc ông á, mà không có nhậu hả? Ông vừa tính lắm. Dạ hả? Dạ. Rồi ông nhậu? Dạ, ông nhậu á là ông vẫn như tính như hồn mà ông giàu ít lắm. Mà ông có quậy ai không? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Ông chỉ ở trong nhà thôi. Dạ. Con có thường qua nói chuyện với ông không? Dạ, mỗi lúc mà con không rảnh thì con có nói chuyện với ông. Mà lúc nào con rảnh thì con cũng nói chuyện với ông. Nói gì? Á. Nói gì? Dạ con á, con nói ông Bảy y gan hấp thức trên hài á. Sao? Đi hấp thức trên hài đi. Sao y gan? Tại vì ông chồng mẹ con cười ghét à. Chồng sao? Ông nói hả, con quanh nhá, nhà mốt hả, lùm chẹt lên. Ông làm mẹ con cười ngang lên. Dạ. Vậy hả? Anh dạ. Hôm nay con không đi học sao? Dạ, tại vì cái lúc mà bùng dịch con học online, mà lúc đó điện thoại con bị hư á, nên không học được. Giờ nghỉ ngang, giờ đi học lại không kịp với bạn bè. Ờ, nên con nghỉ luôn. Dạ. Sang năm học lại. Dạ. À, có bài nào hát hay không? Hát cho chú nghe. Dạ không, học hát con không có giỏi. Sao ăn kẹo nhiều quá súng gan hết rồi? Tại hồi nhỏ con khó ăn kẹo lắm, con với anh Hào con đi đưa ăn kẹo hoài à. Dạ hả? Dạ. Ô đẹp gái mà nói chuyện cho ngoan ghê ta. Rồi chú chào con. Dạ. Dạ con biết ai chú. Mọi người ơi nhớ like và share cho chú nha mọi người. Trời ơi. Con like share cho chú chưa? Dạ rồi. Biết chưa kênh chú kênh gì không? Con không gần mà mỗi lần á con thấy á con ai con cũng share hết trơn á. À. Bùi Hồ TV nha mọi người. Nhớ like và nhớ đăng ký cho chú và nhớ đổ chương nha. Con có làm kênh không? Dạ không. Dạ hả? Thích làm YouTube không? Dạ. Không, con phải làm con phải làm buôn bán với gian mẹ con hay à. Ừ, rồi chú chào con.